Em á là rất thích nhậu. Trời ơi, nhìn nhỏ nhoi gì mà rất thích nhậu. Dạ. Nhậu được nhiều không, mấy chai? Nhiều lắm chị. Mấy chai? Thử coi có ngang hàng với chị được không? 14 lon ba ba. Hả? Mười bốn lon ba ba, em là cao thủ. Trời ơi, giờ bây giờ em có thích bạn trai em biết nhậu không? Tốt nhất là nên biết nhậu. Thôi để tôi coi mặt con này coi. Quá nặng dữ. Không được rồi. Thôi biết nhậu không? Biết nhậu không? Dạ biết. Bụng này bụng bia nè, mấy chai? À, đừng có nói thấp nha, đừng có nói thấp, nói thử thật đi rồi về mình luyện thêm. Dạ, 2-3 chai. Nhưng mà bạn nghe bạn nữ bên kia nhậu gì bạn có lo lắng gì không? Thì bạn nữ bên kia nếu mà nhậu không được thì em nhậu giùm. Nhậu giùm, người ta uống 14 chai, chú uống có 2-3 chai mà chú đòi nhậu giùm là giùm sao chú? Tự tin quá à. Tối nay bạn rảnh không? Tới ngày. Bạn rảnh thì mình sẽ rảnh. Cái này nó trả lời bực ghê luôn ta. Không có giác nô mà nó cứ tầm đi lòng vòng không mình tức chết. Trời ơi trời. Tối nay có thích đi nhậu với mình không? Ai trả tiền? Trời, ai trả tiền? Tiền thì mấy trả. Tối nay hai đứa đi nhậu đi, chị Danh Huyền Linh trả tiền. Chúng ta sẽ đến với chàng trai. Xin mời. Chào bạn. Chào bạn. Dễ thương quá. Thì ghét. Trời, cười tươi ghê nha. Thì ghét kìa. Gì vậy lên? Cười hoài luôn hả? Dạ. Nó chơi chứ ngồi mòn ngồi với bạn. Mướp ma, mướp miếp, mỉm mỉm, mập mạp, mê mé. Trời ơi, tóc dễ thương nữa. Tóc là Quang tự nhiên hả bạn? Dạ. Bạn tên gì? Dạ, em tên là Thuận Nguyên. Thuận Nguyên? Dạ. Bao nhiêu tuổi? 26. 26, Thuận Nguyên, dễ thương lắm các tường ơi. Rồi, để đó đi từ từ. Và bây giờ, mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Wow. Mời em ngồi. Rồi cái gì mà lĩnh kỉnh nhiều thứ quá vậy nè. Chào chị Cát Tường. À. Chào anh Nguyên Linh. Chào em. Chào tất cả mọi người. À, hôm nay em tới đây em có hoa tặng chị. Ồ, tặng chị đó hả? Dạ. Cảm ơn em nhiều nha. À, em có bánh tặng mọi người. Ồ, hôm nay này tặng chương trình ha. Cái này nhiều lọc quá. Em vừa kinh doanh luôn. À, vừa kinh doanh luôn ha. Là em làm luôn hả? Dạ mẹ làm. À, rồi em có biết làm không? Dạ biết. À, mình phụ mẹ làm hết rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Trước tiên là bạn tên là gì nè? Dạ em tên là Mỹ Anh. Rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và rất là dễ thương. Mình đang làm công việc gì? Hiện em đang làm kế toán bên nhà hàng tiệc cưới. Còn việc làm thêm của em là em bán bánh ít cho mẹ. Mỹ Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 28 tuổi. Bà 28 tuổi là sinh năm bao nhiêu? Theo thực của em á là sinh năm 87. À. Nhưng mà khai sinh là khai sinh năm 88. Nếu 88 thì mới có 26 thì chị nói 28. Mình phải muốn mình trẻ hơn chứ, đâu có ai là phụ nữ mà đi khai cho tuổi lớn hơn chi vậy trời. Tính tôi mụ nữa chị. Trời đất ơi, không có được, là mới có 26 tuổi thôi. Chúng mà đừng có đi sâu vô tuổi nữa. Ơi. Tuổi tác không quan trọng trong tình yêu đâu. Bây giờ mình cứ hỏi về tâm lý chọn người thế nào thôi. Đúng rồi, bây giờ bạn xác định đến với chương trình là mình tìm bạn để mà yêu thương hay là mình đi đến hôn nhân luôn? À, nếu được thì đi đến hôn nhân. Nếu được, vậy thì như thế nào mới là được? Tính tình thì phải hợp với em. Tính em á, người ta mới tiếp xúc á, người ta nhận xét rất là đanh đá. Mình đâu không thích phải không? Nhưng mà thực chất là em không có đanh đá. Hôm nay bạn đến đây với một cái cảm giác như thế nào? Mong muốn là tìm được cái người thích hợp. Hồi đó giờ bạn có đi tìm chưa? Dạ cũng có. Có gặp bao giờ người gần gần thích hợp với mình chưa? Cũng có một mối tình. Bao nhiêu lâu? Dạ cũng 2 năm rồi anh. Hai năm vừa qua là bạn chưa tìm được ai? Dạ. Em cũng có thấy nhiều bạn gái nhưng mà cái tính cách của họ không hợp với em. Tính cách như thế nào là không hợp với em? Hơi đanh đá. À, đanh đá, không thích đanh đá. Dạ. Với tính cách bạn hiền đúng không? Dạ. Rồi bạn thích như thế nào? Hiền, năng động chút, điên hoàng. Cái người đàn ông của mình là người như thế nào? Em nghe người ta nói á, đàn ông mà đẹp trai á thì không chung tình. Giống anh Nguyễn Linh vậy đó. Ai nói vậy? Rồi, hả? Tiếp. Mà đàn ông chung tình á thì không đẹp trai. Mà đàn ông chung tình mà đẹp trai á có vợ hết rồi. Rồi tiếp. Mà đàn ông á chung tình mà đẹp trai mà không có vợ á thì không thích gì ai. Cái này được. Woohoo. Rốt cuộc vậy bạn muốn lấy người đàn ông nào? Nhìn mặt mày cho sáng láng xí, tướng người phải vạm vỡ xí. Thôi rồi. Ngon bên đây ngon. Mày sáng mà láng o luôn. Vạm vỡ luôn. Ôm em á thì mặt em sẽ ngang ngực thì rất là tốt. Có nghĩa là người đó phải cao hơn em. Mình đó cao 1m mấy vậy? 7-9 mấy, 80 vậy. Chắc được.
Vậy nãy giờ bên kia nói vậy, bạn có thấy mình hợp ý bên kia chưa? Nói cũng hợp đấy chứ. Mình hợp bên đó hả? Dạ, 80%. 80%? Dạ. Còn những gì mình chưa đáp ứng được bạn có thể nói ra luôn. Có cái điều mà bạn nữ bên kia đánh đá, nhưng mà có thể cái đó là về tìm hiểu sao. Cái đó là người ta nói người ngoài nhìn vô tưởng như vậy thôi. Nhưng thật ra là em không có đánh đá. Sở thích của bạn là gì? Em thích đi du lịch bụi á. Em thích đi cảm nhận cuộc sống. Thường mình đi là mình đi với ai? Em đi một mình. Đi một mình? Tháng trước em đi một từ Bình Định. Em ra Đà Nẵng, Huế, Hội An, Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi ra ngoài Hà Nội, rồi bay ngược vô Sài Gòn. Con gái một thân một mình đi một mình mười mấy ngày ngoài đường vậy đó, đi hết điểm này qua điểm khác. Dạ. Ồ, đó cũng là một trải nghiệm rất là thú vị đúng không các bạn? Qua chuyến đi này em thấy cuộc sống rất là nhiều người tốt. Tại vì em nghe các bạn trẻ nói cuộc sống này sao chán trường này nọ, nhưng mà em đi rất là thú vị. Đi chơi mười mấy ngày vậy rồi có khi nào nhậu nhẹt gì không? Em á là rất thích nhậu. Trời ơi, nhìn nhỏ nhoi vậy mà rất thích nhậu. Dạ. Nhậu được nhiều không, mấy chai? Nhiều lắm chị. Mấy chai? Thử coi có ngang hàng với chị được không? 14 lon 33. Hả? Thôi tôi xỉu. 14 lon 33, em là cao thủ. Trời ơi, giờ em có thích bạn trai em biết nhậu không? Tốt nhất là nên biết nhậu. Thôi để tôi coi mặt qua đây coi. Wow, nặng dữ. Không được rồi. Thôi biết nhậu không? Biết nhậu không? Dạ biết. Bụng này bụng bia nè. Mấy chai? Bên kia 13, 14 lon đó. Đừng có nói thách. Nói thử thật đi rồi về mình luyện thêm. Dạ, 2-3 chai. Nhưng mà bạn nghe bạn nữ bên kia nhậu gì, bạn có lo lắng gì không? Thì bạn nữ bên kia nếu mà nhậu không được thì em nhậu giùm. Nhậu giùm? Người ta uống 14 chai. Chú uống có 2-3 chai mà chú đòi nhậu giùm là giùm sao chú? Tự tin quá à. Nhậu giùm là nhậu giùm sao? Em thấy bạn nữ mà xỉn rồi đó thì em sẽ tiếp tế. Tiếp tế thì sao? Thì bạn mới nghĩ là em nhậu tiếp. Chứ đừng có thấy người ta xỉn cho mình dở trò sầm sỡ nha. Ê, không. Ai kỳ vậy? Ê, bà, ta mặt hiền gì mà nói kỳ vậy? Tôi nghi lắm, ai nói hiền? Trời ơi, coi kìa, coi tóc quăng vậy mà kêu bằng hiền. Khó đâu ha. Trời, đánh giá người ta qua tóc sao được. Để anh xem. Thôi, xem. Tôi không thích. Chào anh. Chào em. Trời đất ơi, làm lúc 14 lon vậy đó hả? Anh không hiểu tại sao thường phụ nữ thích lấy chồng là không có nhậu, mà tự nhiên em thích lấy chồng nhậu là sao, anh không hiểu à? Đàn ông mà không biết nhậu á, hay lúc buồn hay lúc bị stress á, sẽ đi tìm cái khác. Trời đất ơi, đâu có phải vậy em, anh có đâu biết nhậu, anh có tiệm gì đâu. Anh tiệm gì sao tao biết được. Anh nghĩ là sai lầm á. Lấy chồng mà chồng không nhậu là mừng chứ sao mà phải lấy chồng là nhậu là sao? Thôi, nhưng mà phải nhậu. Phải nhậu. Đúng rồi, em phải nhậu hả? Bắt tay với em, chị đồng ý quan điểm đó. Rồi, nhậu nó mới vui, nó mới vui. Rồi rủ rồi chồng nhậu, chồng xỉn lên nhậu hoài, hai chồng nhậu hết rồi ai lo con cái. Ủa dạ không, anh nhậu này là nhậu có văn hóa. Nhậu có văn hóa là sao? Hay chưa? Là có nghĩa là mình nhậu mình giảm stress, chứ không phải là mình nhậu là mình bét nhè. Nhưng mà nhậu riết có ghiền rồi sao? Nó không có ghiền. Sao em biết không ghiền? Tại vì con người mình phải tự điều tiết được bản thân mình. À hay ha, điều tiết ha, chữ điều tiết này được nè. Chứ không điều tiết là mệt lắm nha. Không ai giống như anh đâu, mà từ lưa đó, không biết điều tiết. Đi về đi. Ủa làm gì tôi biết điều tiết? Tôi điều tiết dữ lắm luôn rồi đó. Chứ không nãy giờ tôi bực mình cái chuyện mà lấy chồng là khoái chồng nhậu quá nha. Em thấy con gái nhậu quá em có sợ không? Hơi sợ. Hơi sợ gì, quá sợ luôn chứ. Bây giờ cho hai bạn nhìn mặt nhau được chưa anh Linh? Nhìn đi. Rồi kéo màn lên. Bên đây mỏng manh, bên đây có vẻ thể là che chở ở đây được rồi đó. Lần đầu tiên thì mình có món quà mình gửi cho bạn. Cảm ơn bạn. Mình cũng có quà cho bạn. Cảm ơn bạn. Bạn bây giờ bạn làm ở đây luôn hay làm ở đâu? Đúng rồi, mình làm bên Phú Nhuận. Vậy thấy cuối tuần bạn có thời gian rảnh để đi chơi với mình không? Thường thì công việc của mình làm bên tiệc cưới. Mình phải làm thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà không sao, ví dụ như mà tiến tới thì sắp xếp được hết. Tính mình rất là thẳng. Nếu như bạn chấp nhận thì chấp nhận, không thì thôi, ngay lúc đầu thôi. Mình hỏi bạn vậy nha. Theo kế hoạch của mình á, năm nay mình cưới có nghĩa là trong vòng 3 tháng hoặc là 5 năm sau mình cưới, nếu như quen nhau thì bạn chấp nhận không? Mình cảm thấy bạn nói vậy hình như bạn đang tính cái đường dài của mình rất là nhiều. Đúng rồi, tại vì mình tới đây là mình cũng xác định là mình tính đường dài mà. Nhưng mà thôi, mình tính đường ngắn đi. Tối nay bạn rảnh không? Tới ngày. Bạn rảnh thì mình... Cái thằng này nó trả lời bực ghê luôn ta. Không có yes no mà nó cứ tầm đi lòng vòng không, mình tức chết. Trời ơi trời. Tối nay có thích đi nhậu với mình không? Ai trả tiền? Trời ơi, ai trả tiền? Tiền thì mai trả. Tối nay hai đứa đi nhậu với
chị với anh Huyền Linh trả tiền. Không, nói thật chứ đi ăn thì mình sẽ trả tiền. Tính mình á là ban đầu chưa quen á thì tiền ai nấy xài, mà sau khi quen á thì mình chi tiêu phải cho tiết kiệm hợp lý. Ví dụ mình thương một người á là mình phải lo lắng giùm cho người ta nữa, chứ mình không thuộc dạng phụ nữ là xài phung phí, nên bạn an tâm phần đó. Thôi hết giờ rồi đó, hiểu rồi đó. Chúng ta sẽ có 3 khắc đếm, mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3. Bạn đừng có nói tôi, tại vì bạn thích tối nay đi nhậu nên bạn đồng ý chọn bạn trai bên kia nha. Dạ không phải, tại vì khi mà quyết định tới chương trình này là bất cứ trường hợp gì em cũng bấm nút. Lý do? Tại vì em là một người dễ thương mà, luôn welcome tất cả mọi người. MC đứng hình. Tôi đứng hình luôn. Còn bạn trai, tại sao bạn lại đồng ý chọn bạn gái? Bạn ấy rất là dễ thương à. Nói chung hai bạn này rất là hợp nhau ở chỗ mỗi người đeo mắt kiến giống nhau. Đừng có chuyện lớn. Thôi sao cũng cảm ơn hai bạn rất là nhiều và chúc hai bạn có những trải nghiệm thật là thú vị trong cái con đường tìm hiểu. Mời bạn nam. Anh xin chào chị Cát Tường. Anh chào anh Tuấn Linh ạ. Rồi, xin chào quý vị khán giả đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thùy Linh, năm nay em 27 tuổi. Em là chuyên viên văn thể của công ty Vineco thuộc tập đoàn Vingroup. Quê em ở đâu? Dạ vâng, quê em ở Quảng Trị. Quê ở Quảng Trị. Rồi, mời bạn giới thiệu lớn lên cho bên kia nghe luôn. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào khán giả và chào bạn bên kia. Mình tên là Trần Duy Cương, nay mình 37 tuổi. Mình là sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay mình làm trong lĩnh vực khách sạn nhà hàng. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em ở Seattle. 37 tuổi hả bạn? 37 nói cho vui thôi, chứ thật sự qua đây nhìn là biết à. Cao lắm, 26, 7 vậy à. Rồi, mình giới thiệu một chút về bản thân đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Cái ưu điểm thì em tự nhận thấy mình là một người khá là nghiêm túc, trung thực, sống có trách nhiệm. Và em là người yêu thích công việc. Thì hồi xưa thì em học song song hai trường, vừa đại học vừa học trường múa. Rồi sau rồi em học thêm cao học nữa. Thì trong năm nay sẽ tốt nghiệp luận văn thạc sĩ. Thạc sĩ về ngành nào em? Ngành quản lý văn hóa. Còn nhược điểm của em thì nhiều người nhận xét em là một người hơi khó tính. Có một chút nóng tính và hơi nam bướng chút xíu. Em sẽ cố gắng sẽ khắc phục những cái tính kết đó. Nếu mà em gặp được một người mà có thể, một là chịu được em, tức là giúp em nhu lại được. Hai là chịu được em, tức là cảm thấy là chấp nhận được tính kết đó của em. Phải trị được em và phải chịu được em nha Cương. Dạ. Mấy người làm quản lý nhà hàng khách sạn là nhẫn nại lắm, đừng có lo. Nào Cương, em hãy nói gì với bên đó đi. Thì điểm mạnh của em thì là tính tình em hiền lành, dễ chịu nhưng mà không có dễ dãi. Em thì sống suy nghĩ theo mọi hướng, theo tích cực, không hút thuốc, không nhậu nhẹt, kiểu hướng làm người gia đình. Điểm em thì dễ bị đỏ mặt khi các bạn nữ hay chọc. Nãy giờ đỏ chưa anh Linh? Hơi đỏ đỏ thôi, chừng nào gặp bạn nữ bên kia mới đỏ. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì có 2 mối tình, nhưng mà không mối tình nào vượt quá được 1 năm cả. Do là em, số em toàn là quen những người rất là xa, 3-4 tháng, nửa năm gặp nhau có 1-2 lần. Rồi cứ yêu nhau qua tin nhắn điện thoại không thì cảm thấy hơi không ổn. Rồi anh Cương thì có mấy mối tình rồi anh? Thì hồi trẻ cách đây 10 năm thì cũng có 1 mối tình. Hồi trẻ đó hả? Ý là giờ già lắm rồi. Còn trẻ mà giờ vẫn trẻ. Mối tình hồi xưa bỏ qua đi, mối tình mới đây nè. Không, cũng là mối tình hồi xưa. Mối tình mới đây cũng là mối tình hồi xưa luôn. Dạ. Là một mối tình một thôi. Dạ. Mối tình ngày xưa đó lâu không? 2 năm ạ. Ủa vậy 10 năm nay sao ở không vậy anh? Thì thực sự ra có một ý điểm của em nữa là em lười đi chơi, lười ra ngoài, thường đi làm ở nhà, nên dẫn đến là lười quen bạn gái luôn. Lười quen bạn gái, trời ơi, giờ đó gì cũng nghe câu này đó. Ủa rồi mà có thích con gái không? Dạ bình thường chị. Bình thường không có thích luôn. Không, nghĩa là người trai bình thường. À, trai bình thường hả? Em ơi, em muốn tìm một người yêu như thế nào? Mẫu người em là những tên dịu dàng. Dịu dàng. À, biết quan tâm, biết chia sẻ. Quan tâm, chia sẻ, biết chăm lo gia đình. Đơn giản vậy thôi hả? Chiều cao thấp. Về ngoại hình thì thích bạn gái ngoại hình thì dễ nhìn, chân không dài lắm, chỉ cần cao 1m55 đến cỡ 1m62 thôi. Chân không dài lắm. Còn gì nữa không em? Dạ không chị. Sao bên đó chân có dài lắm không? Dạ chân chắc là đủ tiêu chuẩn, không dài lắm rồi ạ.
Em thì em đặt mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Thì những người yêu lý tưởng thì em cũng không có cái mẫu hình nào cả. Nhưng mà em chỉ mong muốn một người đàn ông có tính chất điềm tĩnh, chín chắn, có sự nghiệp ổn định và sống có trách nhiệm. Đã, chỉ đơn giản như thế thôi. Còn về ngoại hình thì em muốn một người cao hơn em. Nếu mà cao được 1m7 trở lên thì càng tốt. Khỏe mạnh, thích tập thể thao. Bên kia có chơi thể thao gì không anh Cương? Dạ có, sáng chạy bộ công viên. Dạ, chơi thể thao hoành tráng quá ha. Thôi, anh thấy hai người đưa ra cái hình mẫu thấy cũng được được. Bên đây là hình như là hoàn thiện hết. Bên đây là mẫu người gia đình luôn rồi. Để anh xem coi. Dễ thương quá. Dạ anh ạ. Em, nhưng mà nãy giờ em nói nhanh quá. Em có khắc phục được cái chuyện nói nhanh không? Dạ đúng rồi, em sẽ cố gắng khắc phục. Em thích gì ở người đàn ông? Em thích một người sống có trách nhiệm và thông cảm được với công việc của em hiện tại. Anh ở đây có trách nhiệm á, anh thấy là ổn đó. Căn bản là thông cảm được với nghề nghiệp của thông em. Thông cảm nghề nghiệp, anh ít nói, làm gì được hết trơn á. Ít nói, trời nó vậy dễ hơn rồi. Cái điều nữa là em không thích gì ở người đàn ông? Em không thích một người quá kỹ tính. Kỹ tính hả? Kỹ tính như là hơi tính toán tiền bạc, hơi chi li sạch sẽ quá, cái gì quá là thấy em không sống được. Tại vì em tính em hơi thoải mái, em không có thích một người quá kỹ thì em sẽ bị xăm soi, em cảm thấy là không tự tin. Cái kỹ tính đó ha. Đàn ông mà kỹ tính quá cũng giống đàn bà. Vậy cái này được, để anh hỏi anh coi sao nha. Rồi được lắm á. Nhưng mà nãy cổ nói là cổ không thích người kỹ tính, có không? Không, em làm lĩnh vực khách sạn nhà hàng là cũng rất là thoải mái, đi dịch vụ đi tất cả ăn uống hay rất là thoải mái. Em có gia trưởng không? Dạ, không, em đâu có, em chỉ là con trưởng chứ không gia trưởng. Em có muốn ngoài cái cao 1m7 em còn muốn cái gì nữa không? Về ngoại hình, về gia cảnh. Dạ. Có đưa mẫu người lý tưởng nào không? Được, em đưa cao quá thì lắm nè. Thì mình cứ đưa đi, còn cái chuyện được hay không là còn tùy nữa. Dạ, em thì hay thần tượng một người đàn ông mà vừa vì sự nghiệp, vừa vì vợ, vừa vì gia đình ấy, thì là có David Beckham. Hơi cao quá em. David Beckham hả? Chị. Wow, 37 tuổi mà cũng ngon, trời, ngon lành ha. Trời. Nãy anh nói hay mà qua nhìn thôi, không bao giờ biết 37, em tưởng là 47. Ê, quên, 27. Bạn có ngại nếu như người vợ mình là một cái người học cao hơn mình không? Hoặc là lập gia đình rồi vẫn cứ đi học, sanh con đẻ cái rồi vẫn muốn học thêm? Thì ở đó em cũng quan trọng, nếu mà bạn đó cân bằng được việc học, việc làm và gia đình, nếu cân bằng được mọi thứ thì cũng sẽ ủng hộ. Ủng hộ ha. Dạ. Được. Nhiều đó thôi. Đẹp trai lắm em, có nhà cửa ổn định. Anh nói với em nghe, bên đó cao học hả? Bên đây học hơi cao luôn. Em khoe liền em. Em mới học ở đâu về khoe luôn? Mới học ở Úc về đó. Bằng gì em? Master. Master Úc về đó cưng. Đừng có giỡn, bên đó cao học, bên đây là học cao. Có nhiều người chồng á là học cao nhưng mà không muốn vợ mình học cao, hiểu không? Ở đây ý em đang nói vậy chứ đâu có chê nhà trai đâu, tôi khen nhà trai nãy giờ. Trai hơi bị ngon ha. Ngon. Rồi bây giờ để người nhà mình nhận xét, hôm nay em có đi với người nhà không? Dạ hiện em có đi với anh trai ruột của em ạ. Anh ruột. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và các anh chị ở trong trường quay. Anh nhận xét vài lời nhận xét. Theo cái cảm nhận của người đàn ông từng trải như anh thì anh thấy anh này cũng khá là tốt. Nếu mà anh 10 điểm thì anh này ít nhất cũng phải 8 điểm. 10 điểm mà anh trai mà chấm 8 điểm là xuất sắc rồi, cảm ơn anh. Em trai, đi với ai? Em đi với ba mẹ em. Xin chào hai bác. Dạ, chào hai bác. Xin chào MC Quyền Linh, xin chào MC Cát Tường. Dạ. Chào toàn bộ khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của Duy Cương. Bạn gái bên này thì thấy cũng xinh xắn, nóc dáng cũng mảnh mai. Mà công ăn việc làm cũng có chí học hành này kia. Nói chung là nếu mà tôi được quyền có cái nút bấm đó, thì chắc là tôi bấm. Nhưng mà bởi vì là mình không được quyền thì thôi để cho hai cháu tùy duyên. Cương thì nói thực ra đó, nó nhát gái. Nên thành ra chắc là cái này chắc phải nhờ anh Quyền Linh là nó là dạy cho vài chiêu. Để con lò bác. Dạ, bác yên tâm. Chào hỏi hai bác. Chào bác trai và chào bác gái ạ. Dạ. Con cảm ơn những cái lời nhận xét rất là tốt của các bác dành cho con. Hiện tại thì con cũng nhờ sự kết hợp của chương trình thì mới được gặp các bác và gặp anh ở đây. Thì cũng hy vọng nếu như mà có duyên thì mình sẽ tới. Còn nếu như mà không có duyên thì mình cũng có cơ hội khác và được làm bạn ạ. Con xin cảm ơn ạ. Dạ, bác trai có ý kiến gì không ạ? Ngày xưa bác có bắt cua bắt gái là bác có nhát không? Nhát nhưng mà thấy là phải quyết tâm. Đó, ban đầu thì phải nhát nhưng mà sao ấy, sợ mất phải quyết tâm bám đó. Dạ, thấy chưa Cương? Cảm ơn hai bác ạ. Phải học ba mình, nhát thì nhát nhưng quyết tâm nha. Dạ. Chuẩn bị màn lên, ba mẹ là nhấn nút rồi đó. Nào, anh có quà tặng em. Em cảm ơn.
nãy giờ em nghe tiếng mà chưa thấy hình, giờ thấy hình rồi em có cảm nhận gì không? Dạ em giờ anh hỏi em cảm nhận hơi khó, bây giờ mình hỏi chuyện nhau biết được chưa ạ? Rồi đó, sở thích gì đó hỏi đi. Dạ anh có thích đi du lịch không? Anh cũng có thích nhưng mà cũng ít đi. Ít đi dạ. Nhưng mà một người như em hay đi du lịch rồi hay đi đây đi đó thì anh ở nhà, nếu như anh ít đi thì anh có cảm thấy khó nếu chịu mà không? Ai đó sẽ kéo anh đi thì anh sẽ đi. Dạ trước đây em cũng qua nhiều người nhưng cũng khó, những người tìm hiểu em á thì người ta khi biết công việc của em thì cũng cảm thấy khó thông cảm lắm, nên là nếu mà anh thông cảm được thì em cảm thấy rất cảm ơn. Như em nói là công việc em khá là bận, thường nếu mà hẹn hò thì em sẽ sắp xếp như thế nào? Dạ khi mà nếu như mà hẹn hò thì khi mà mình không bao giờ nói bận với hẹn hò cả, nhưng mà sẽ không phải là ngày nào cũng gặp nhau thì cũng hơi khó đối với em, nhưng mà mình có thể một tuần gặp nhau vài lần, nhắn tin điện thoại thì ngày nào cũng nhắn tin như thế là đủ rồi. Mỗi người một câu nữa, chúng ta sẽ tiến hành đến cái việc bấm nút hay không bấm nút. Em chỉ hỏi một câu thôi, là năm nay anh 37 tuổi đúng không? Thế tại sao lại trong quá trình dài như thế anh lại không quen được ai mà để đến bây giờ? Có những lý do ha. Một số trường hợp mà khi anh định quen á thì có thể là người đó lại có bạn trai rồi. Một số trường hợp mà quen á thì thấy anh thấy hơi khó quá, bỏ qua, với lại không chủ động tiếp tục theo đó. Khó khó bỏ qua là sao anh? Tức là anh hạ như anh thấy có vẻ người ta không đáp lại hay gì đó, thấy có dấu hiệu là anh cũng dừng liền, anh không chủ động tiếp theo. Tức là anh hay bị kiểu theo tình chạy á, chạy tình theo nên anh quyết định là đứng yên luôn. Tức là anh mà luôn theo mà không bật đèn xanh là anh lui luôn đó. Anh không có chịu khó, nói chung là không được nhẫn nại. Đúng rồi, không có được nhẫn nại. Đúng là không có chủ động, không kiên nhẫn. Đó là một cái khuyết điểm. Rồi hết thời gian. Thích ai là mình phải tới tấn công cho bằng được chứ. Bây giờ là chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi, hiểu về nhau rồi. Bây giờ mình nhắm mắt lại để xem con tim có rung động thật hay không. Suy nghĩ kỹ nha hai em. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Cả hai đều không bấm. Tại sao? Công nhận là đôi trai tài gái sắc thật á. Tôi nghĩ rằng là hai bạn sẽ bấm chứ. Anh cũng nghĩ sẽ bấm. Hơi đó. Bất ngờ. Bạn gái nói trước đi, lý do tại sao bạn không bấm? Em thứ nhất là còn nhiều thời gian để suy nghĩ, với thứ hai là anh nói là em chưa được chủ động và chưa được kiên nhẫn ý. Thì em cũng thử xem là anh có kiên nhẫn hay không, nhưng mà anh không bấm cái anh cũng chưa kiên nhẫn được với em lắm. Sao bạn Nam? Dạ em thì thấy một số điểm là chưa có vẻ phù hợp lắm. Em sợ là không có thời gian nhiều tìm hiểu để mà tiến xa hơn. Một người thì không được kiên nhẫn nhẫn nại lắm, mặc dù cũng rất là muốn yêu, rất muốn tìm một nửa thương của mình. Một người kia thì cứ gọi là chần chờ, cũng chưa có gọi là bật đèn xanh cho người ta tới. Hai người không ai có một cái sự đúng quyết rồi tâm hết. Không ai quyết tâm hết. Trong tình yêu đôi khi chúng ta phải quyết tâm ha các bạn ha. Đây cũng là một trong những cái kinh nghiệm mà anh nghĩ rằng các bạn nên bổ sung cho nhau, bổ sung nhiều hơn nữa. Có lúc một tí cơ hội thì mình phải nắm bắt rồi tự động mình phải nuôi dưỡng cái cơ hội đó cho nó lớn, chứ đâu có ai đưa sẵn tới cho mình đâu. Tiếc quá, một đôi trai tài gái sắc đấy. Tiếc lắm, nhưng không sao. Chúng ta vẫn còn câu lạc bộ của bạn mối hẹn hò. Ở đó có hàng trăm, hàng triệu người đang hướng về các bạn và sẵn sàng. Họ đã bấm các bạn đấy. Đừng lo nha. Hy vọng rằng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Mời bạn Nam. Rồi. Rồi, đây em. Mời bạn nữ. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ và chào quý khán giả. Em tên là Phạm Luân, năm nay 31 tuổi. Công việc của em là nhân viên hành chánh văn phòng, lĩnh vực là bên bất động sản. Em đến từ Sài Gòn. Đến từ Sài Gòn luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh. Em chào anh Luân ạ. Em là Bích Ngọc, em 28 tuổi. Hiện nay thì em đang làm kinh doanh về thiết bị y tế. Ngoài ra thì em còn có làm thêm nữa, là giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. À, em quê ở đâu? Em ở Quảng Ninh ạ. Bạn trai giới thiệu một chút xíu về mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì? Em sở thích của em thì thích đi du lịch, với lại đôi lúc rảnh rỗi thì xem phim Hồng Kông tự bên. Cái gì? Thích xem phim Hồng Kông? Dạ, tại vì mẫu người lý tưởng của em là Hồ Đình Hưng. À, vậy đó hả? Tại vì bản chất của em là không được thông minh, cho nên là em kiếm một người bạn gái có tính cách thông minh một chút. Ở đây có cô giáo nè, được không em? Dạ được, em thích cô giáo tiếng Anh lắm ạ. Điểm mạnh điểm yếu em kể hết cho bạn bên kia nghe luôn đi. Điểm mạnh của anh á là có trách nhiệm, khi nào đó nhận lời ai hứa gì là làm đến nơi đến chốn, với lại là có tính nhiệt tình giúp đỡ mọi người trong công việc.
Còn điểm yếu thì nhiều lắm, xấu tính lắm, nóng tính, tay chằn nhằn, hay giọng trái chém thớt. Trời ơi. Cái gì? Giọng trái chém thớt. Cái gì nữa em? Kỳ vậy? Hết rồi. Trai mà hay cằn nhằn. Bây giờ thì người ta nói chị, người đàn ông cằn nhằn mới là người đàn ông tốt. Hả? Tôi mới nghe cái thông tin này luôn á. Ủa rồi ai là cá rồi ai là thớt? Ví dụ như ở ngoài em bực cái gì á rồi về thì em chỉ muốn im lặng thôi chứ đừng có hỏi nhiều quá, tụi em hay nổi cáu lên. Ủa em giận ngoài đường, em về nhà em chém vợ em hả? Dạ không, cái đó thì không biết nói nào đâu. Nãy giờ em nghe anh nói về điểm mạnh điểm yếu của ảnh nè, em có hoang mang gì không? Hoang mang lắm chị. Anh ơi, bình thường thì anh có cái mức độ nào hay có dấu hiệu gì bảo là em ơi đừng nói nữa không thì anh chém hay cái gì đó không? Dạ không có đâu em ơi, anh họ chỉ kêu là thôi em đừng có nói nữa để cho anh suy nghĩ một chút, chứ anh không thích phụ nữ cằn nhằn nhiều quá. Ủa sao em kỳ vậy? Sao anh cằn nhằn mà anh không cho người ta cằn nhằn? Thì em cằn nhằn thì được chứ phụ nữ mà cằn nhằn nhiều quá thì đàn ông nó không thích. Lỡ mà em không kiềm chế được em cũng cằn nhằn một xíu xíu rồi thì rồi sao anh? Thì lúc đó thì anh sẽ nhường nhịn em, rồi đến một cái giai đoạn vui vẻ nào đó anh sẽ cằn thì anh sẽ nói ra để chia sẻ chứ không phải cằn nhằn. Không, anh này vui nè. Được, dễ thương. Em vẫn hơi sợ. Đôi lúc trong cuộc sống nó bình yên quá nó cũng không vui. Đúng rồi, vợ chồng phải có cái gì đó sóng gió, chắc chắn là phải có báo nhau chứ đâu thể nào mà suôn sẻ. Đúng rồi, quan trọng ta hiểu nhau. Đúng, quan trọng hiểu nhau, tôn trọng nhau. Đúng rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em có điểm mạnh mà cũng là điểm yếu luôn, là em hơi tự lập quá. Thực ra em vào trong này công việc dạy chỉ là công việc phụ thôi. Công việc chính của em là làm kinh doanh về thiết bị y tế. Em có mở công ty nên cũng hơi bận rộn để mà tìm kiếm bạn trai. Em chỉ sợ là con gái mà cá tính mạnh quá thì bạn trai lại không thích. Chị nghĩ là không phải đâu, tại mình chưa tìm được cái người đúng với mình á. Mà đàn ông giờ cũng ngộ nữa, phụ nữ người ta giỏi thì mình đỡ cực, làm không bằng mình cái tự nhiên cái tự ái xong rồi cái kiếm chuyện giận cá chém thớt đồ này kia. Tự nhiên nó xấu đàn ông bởi như vậy. Sao anh ơi? Trời đất ơi. Đó, phụ nữ người ta có điểm mạnh vậy đó, anh thấy sao anh? Chung là tuyệt vời, tại vì theo ông bà ta hay nói á là phía sau người đàn ông luôn có một người phụ nữ. Đúng rồi. Vợ hơn chồng là nhà có phúc. Đúng. Tình trường của anh sao anh? Thời còn học đại học á thì một năm rưỡi, do tính tình hồi xưa là bốc đồng quá cho nên là không ai nhìn những ai, cho nên là người ta chịu không nổi á, người ta theo người khác. Đó chỉ có một mối tình thôi đó. Dạ hả? Đúng rồi. Vậy là cũng không có kinh nghiệm về tình trường cho lắm. Bạn gái thì sao? Em cũng có hai mối rồi ạ. Hồi sinh viên thì em cũng có quen một bạn, sau đó thì cũng một thời gian sau thì em có quen một anh nữa là bạn của anh chị em. Quen thì quen qua anh chị em giới thiệu ạ. Anh ấy người thành phố. Anh đó người thành phố. Dạ. Rồi là em cuốn gói đi vô đây. Dạ. Ảnh. Là đi theo là bắt đầu sự nghiệp trong này. À rồi giờ ảnh đâu? Ơi anh lấy vợ rồi ạ. Sao kỳ vậy? Anh nào mà nhẫn tâm vậy trời? Cũng là do gia đình ba mẹ anh ấy cũng hơi khó. Ba mẹ anh ấy nói là em con gái Bắc rồi xa xôi rồi không môn đăng hộ đối, tại vì nhà anh ấy cũng khá giả. Vậy sao lúc đầu em không tìm hiểu cho kỹ đi rồi hẳn cuốn gói đi theo người ta vô đây làm chi rồi? Hồi đó em còn non á. Giờ già chưa? Em thấy cũng còn chưa già nhưng cũng đỡ non rồi. Đỡ non. Thôi bỏ qua chuyện cũ đi. Bây giờ em cảm nhận anh bên đây làm sao? Em đoán ảnh người ảnh như thế nào? Anh tướng tá đòi chém người ta đó thì em đoán đi. Cái tướng ảnh đang ngồi làm sao? Tướng anh ấy chắc như thế này. Chị cũng nghĩ anh kiểu cao cao mớm ha. Dạ, em thấy nhẹ nhàng. Đúng không mọi người? Bên đây người ta hơi phong độ đó nha. Em nghĩ anh ăn mặc đồ sao? Sơ mi. Đúng. Sơ mi sáng màu. Đúng. Sáng màu luôn hay vậy. Em nghĩ anh ấy 31 thì anh ấy sẽ chăm sóc về ngoại hình chút, và nhất là lên đây lên hình nữa. 31 anh 31 tuổi đúng không ạ? Ừ anh 31 tuổi, tuổi con cọp. À, tuổi. Hai người có coi tuổi không? Em thì không quan trọng lắm về vấn đề tuổi tác, nhưng mà cái anh mà kéo em vào đây cũng tuổi con cọp. Cái mẫu người lý tưởng của em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn một người cũng công việc cũng ổn định, ngoại hình thì chỉ cần đừng khập khiễng với em quá là được, là người biết thông cảm và chia sẻ với em trong công việc nữa. Rồi. Tại vì em rất là bận. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Không thích nhất là gia trưởng. Có gia trưởng không em? Dạ không có đâu chị ơi. Gia trưởng là người ta ép cái tôi vô người khác, còn em là lắng nghe chia sẻ. Vậy cái mẫu người bạn gái của em cần tìm là như thế nào? Thứ nhất là về ngoại hình thì cao 1m56 được rồi. Còn về tính cách thì thông minh. Em không thích là đặc biệt là không được hỏi, với lại là không có gọn gàng. Em thích phụ nữ gọn gàng hơn. Không thích hỗn hả em? Dạ.
Anh nghĩ chắc cái chữ hỗn đó hồi xưa có chứ giờ chắc không có đâu. Nãy giờ ngồi sao? Nãy giờ ngồi vậy đi ca vậy đó, một kiểu thôi. Giờ bên kia đoán em sao biết không? Ngồi khúm túm 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 là vậy nè, đó túm 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 cuối cuối xuống khúm núm á, đó 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 túm túm vậy đó. Vậy chỉ có anh thôi. Mình có cái điều gì không thích ở người bạn gái không? Thì nãy giờ em chia sẻ là không thích về mấy cái vấn đề đó thôi. Chứ là đừng bao giờ mà sau khi mà cãi nhau á, vợ chồng chắc chắn là sẽ có mâu thuẫn rồi. Chứ đừng có cãi nhau là xách vali về nhà mẹ thì cái đó không được. Có nghĩa là có chuyện thì phải ngồi từ từ giải quyết. Nhưng mà em đừng có làm ta sợ, ví dụ em đòi chém 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 thì người ta phải xách vali đi chứ. Yên tâm đi, em là người đàn ông của gia đình, biết phụ việc nhà cho vợ luôn. Làm việc nhà được luôn? Dạ được. Làm được việc gì? Như là chà toilet, chà toilet. Trời ơi. Rồi quét lau nhà. Rồi ngay cả có thể phụ vợ nấu cơm cũng được. Được luôn hả? Được. Biết đi chợ không? Biết luôn, biết chạy giá luôn. Xuất sắc. Thấy không, xuất sắc nè. Người đàn ông hiện đại nè, biết chà toilet, biết trả giá, biết lo cho vợ, biết càm ràm. Biết càm ràm. Thì cái gì mà không đúng ý em là em càm ràm. Tại vì thường là ý của em là đúng khoảng 70%. Tự tin quá vậy rồi. Ông này cũng khó tính lắm nè, kiểu ông làm hết vậy rồi cái vợ làm gì ông cũng vừa ý á. Vợ đứng nấu cơm cái ông dòm cái tướng. Nấu nướng gì đứng bê bối, quăng bên này rớt cọng rau bên kia, không sạch sẽ gọn gàng, đúng thì, không? Thì nói vậy thì em sẽ phụ vợ em dọn dẹp cái mấy cái đó. Đúng rồi, nhớ nha, nhớ. Hứa nha. Hứa luôn. Chứ đừng có ngồi đó mà cằn nhằn nha. Ra ngoài đường công việc gì làm xong thôi, ai giải quyết người đó, chứ đừng có giận bên đây mà chém bên kia, khổ lắm. Rồi để anh Quang coi đàn gái thế nào nha. Chào em. Em chào anh Ly. Nói vậy thôi chứ anh bên đây anh dễ thương lắm, em nhìn mặt rất là có cảm tình. Bên đây giám đốc đúng không? Dạ. Bên đây cũng là cũng em làm gì công ty em? Nhân viên hành chánh văn phòng. Nhân viên hành chánh văn phòng. Đỡ một cái phụ việc nhà cho mình em ơi. Rồi anh thấy ông Quang chưa hỏi gì hết. Cái tay mình cũng cực. Gì nữa? Anh chưa hỏi gì hết. Xem đàn gái thấy được quá anh về luôn. Mừng quá. Nãy giờ anh nói á, mày mốt lỡ có chuyện gì anh căng nhằn quá luôn thế em sẽ làm gì? Anh nói nhiều quá em mệt thì em ra một góc em ngồi thôi. Được rồi, cũng được. Bây giờ hôm nay mình có đi với người thân không, coi được cả luôn. Em có đi với cậu mợ với bạn em. Cậu mợ ở trong Nam đúng không? Dạ. Rồi cậu thấy sao cậu? Cậu ruột ạ. Cậu ruột. Xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Và MC Mỹ Được. Dạ chào. Dạ. Cậu tôi sẽ giới thiệu là tôi tên là Nguyễn Thanh Bình, hiện là đang ở dưới Nhà Bè, công ty xăng dầu khu vực 2. Wow. Nhận xét về anh bạn thì nói chung quy là con người đàn ông, con người á, nói chung mạnh mẽ, nói chung là cũng được, tính cách được. Nhưng mà nói chung là còn phải tìm hiểu nữa. Theo như bản chất của tôi, bản tính của tôi, thanh niên này là chỉ làm bạn thôi, bạn bè. Và vậy mình tìm hiểu tiếp. Thế thôi ạ. Dạ, thế thôi ạ. Dạ. Cảm ơn cậu ha. Hôm nay em đi với ai? Thì em đi với hai đứa em họ. Chào chú Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường. Chào em. Còn thấy sao con bên vấn đề bên kia sao? Dạ, con? Anh Luân ơi, em thấy chị này rất là hoài bát với lại hòa đồng. Em nói chung là em kết rồi đó. Còn anh thì sao em không biết. Về việc mà sau này tiến hơn á, về làm dâu á, thì em đảm bảo á, trong việc mà bếp núc á, anh em sẽ hỗ trợ chị 100%. Wow. Wow. Sướng quá. Rồi, như vậy là hai bên cũng thấy ổn rồi ha. Vấn đề là hai người mắt nhìn nhau có cảm nhận được tình yêu đã đến hay không. Kéo màn lên. Bắt đầu đi em. Anh tặng chị một món quà. Em thấy anh sao? Em thấy anh ngoại hình ok, đẹp đẹp hơn là em tưởng tượng nữa cơ. Thế ngồi sang hơn thế hồi nãy chị em mình bàn. Dạ, đúng rồi chị. Lúc nãy nghe giọng thì nghe anh ấy nhỏ nhẹ hơn giọng em nữa. Nên em cứ nghĩ chắc anh ấy ngồi cũng hơi thẹn thẹn. Không ngờ anh ấy như thế này. Em thì cũng năng động một xíu. Tức là trong công việc em khá là bận. Không biết là anh suy nghĩ thế nào về con gái và người vợ, ví dụ sáng đi làm cả ngày, mà nhất là nữ lại là nhân viên kinh doanh, không phải nhân viên mà công ty là công ty của em, nhưng em dành rất là nhiều thời gian cho công ty, rồi buổi tối thì em có làm thêm đi dạy, giống như là một cái niềm đam mê của em nữa. Anh muốn chia sẻ với em có nghĩa là khi mà đã tiến tới rồi thì em nên hạn chế lại, chứ mà em cứ đi lúc từ sáng đến chiều về đến tối về thì cái đó không phải gọi là gia đình nữa. Cảm ơn anh. Nếu muốn anh em bỏ em này bỏ bớt thì anh muốn bỏ bớt cái gì? Chắc bỏ công ty không được đâu. Không phải, để cho em có sự lựa chọn của em, chứ anh không có áp đặt là muốn em như thế này thế kia. Em có nghe nói á, thông thường
là quyết định của anh là quyết định đúng đến 70%. Trong trường hợp mà em nói lại được, thành ra em đúng mà anh sai thì rồi anh... Thì anh sẽ lắng nghe em. Anh có ngại nói lời xin lỗi không? Không, mình đã làm sai gì là mình phải xin lỗi. Bạn trai cảm nhận về bạn nữ như thế nào? Thì em cảm nhận về cô ấy rất là xinh và nói chung là giỏi. Em cũng rất là may mắn có cơ hội được gặp anh ngày hôm nay. Dù có tiến tới hay không thì chắc chắn là mình cũng sẽ vẫn là một người bạn bè tốt. Hết thời gian. Nào, suy nghĩ cho kỹ, nhắm mắt lại, tưởng tượng xem một nửa bên kia có phải là mảnh ghép của mình hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Ai à. Hôm nay sao ấy nhờ. Lại một cặp nữa rất đẹp đôi mà không bấm nút. Lý do sao bạn nữ? Tại sao em không bấm? Ấn tượng ban đầu thì em cũng hơi ngại cái vấn đề lúc anh ấy nói là anh cũng khó tính, anh cũng nóng tính, anh cũng nói nhiều rồi anh cũng đúng đến 70%. Nếu là em thì em sẽ muốn là trong tất cả các cái vấn đề thì hai bên đều phải nói chuyện trước rồi mới quyết định là ai đúng ai sai. Rồi mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Chứ không nên dàn xếp như vậy trước. Bạn trai thì sao? Thì em cảm thấy không có cuốn hút vô đôi mắt của em cho nên em không chịu. Nhưng mà cái câu mà bạn nữ nói nãy mình cũng phải rút kinh nghiệm. Dạ vâng. Bởi vì chúng ta không nên quyết định điều gì mà người ta cảm giác người ta đúng 70% hết. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Đầu tiên sẽ là xuất hiện của một bạn trai. Xin mời bạn. Mời bạn ngồi. Cà ra bát giống áo của mình quá không? Bạn đeo cà ra bát màu đỏ là hình như là nay may mắn đó. Bạn tên là gì? Dạ em là Nguyễn Văn Hùng. Nguyễn Văn Hùng? Dạ. Bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi, cao mét mấy? Mét 65. Thấy hơi cao rồi nha. Cân nặng? Nặng 40 mấy ký. Này hơi gầy chút á. Thôi gặp bạn nữ bên kia xem sao. Và bây giờ xin mời bạn nữ của chúng ta. Em tên gì? Dạ em tên là Phạm Thị Mỹ Ngọc. Phạm Thị Mỹ Ngọc, năm nay Ngọc dạ. Bao nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay em 25 tuổi. 25 tuổi. Dạ. 25 với 29 là cũng xứng đôi anh Linh nhỉ? Đúng rồi, cũng hợp lắm đó. Hiện giờ là em đang làm gì? Dạ hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng tại tổng công ty Hà Nội Telecom chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Ở nhân viên văn phòng thì chắc là công ty của bạn cũng có nhiều bạn nam chứ đúng không? Mấy anh nam cho công ty em có gia đình hết rồi. Gia đình hết rồi. Thiệt là thiệt tình anh thấy không? Rất là dễ thương, rất là duyên dáng. Các bạn trai trong công ty là có gia đình hết rồi. Cho nên hôm nay là đến đây để nhờ các tường với Quyền Linh đó thì yên tâm giờ... yên tâm bên đây hình như chưa có gia đình à, chắc chắn là như vậy rồi. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, hiện tại đang làm giám đốc một công ty sửa chữa laptop. Giám đốc công ty nha, sửa laptop các bạn. Dạ. Lâu chưa? Lâu rồi. Đã bao giờ yêu chưa? Rồi. Yêu rồi. Mấy lần yêu rồi? 2-3 lần. Tại sao lại không thành công? Vì tính chất công việc của em là nó không cố định thời gian làm việc. Tức là bạn làm việc bất kể giờ nào cũng có thể làm việc. Thường người ta đi làm á, là về có giờ có giấc. Còn mình đi làm nhiều khi không biết là mấy giờ về. Rồi cái này khó kiếm người yêu rồi nha. Bây giờ giấc lộn xộn á. Vậy còn bạn nữ của chúng ta thì là bây giờ là em đang làm nhân viên văn phòng. Thì trước đây em có làm công việc gì nữa không? Dạ trước đây thì em từng là cán bộ đoàn. Vậy là chắc sinh hoạt đoàn đội cũng dữ lắm đây đúng không? Dạ cũng có tham niên khoảng gần 8-9 năm vậy đó chị. Và bây giờ cái em hoạch định trong tương lai của mình như thế nào? Hiện tại em có một công việc cũng tương đối ổn định. Thì em cũng chỉ muốn tìm một nửa còn lại cho mình. Thì cũng muốn có một ý định là sẽ tiến tới hôn nhân với một người đàn ông chững chạc. Nói chung là mình nghiêm túc để dạ. Đi tìm một nửa của mình. Dạ, đúng không rồi, em? Dạ. Vậy thì em mong muốn cái người bạn đời của mình sẽ là người như thế nào? Em cũng không có tiêu chuẩn gì về ngoại hình hết. Thường thì người ta nói là qua cách giao tiếp thì người ta sẽ biết được cái tính cách của nhau. Thì mới biết là mình có hợp nhau hay không. Và đặc biệt em rất thích người là chững chạc. Và đặc biệt phải đàn ông là phải có tính quyết đoán. 29 tuổi thì chị nghĩ cũng là chững chạc rồi đó. Giám đốc mà rất là chững chạc mới làm giám đốc à. Đúng rồi, chắc là cũng phải quyết đoán lắm đây mới quyết định được những cái công việc trong công ty của mình đúng không nè. Vậy bên đó có yêu cầu gì về bạn nữ của mình không? Chứ bên đây là rất nghiêm túc, muốn tiến tới hôn nhân nha. Nhưng mà bên đó muốn người đàn ông như thế nào? Về ngoại hình chắc chắn là bạn nam phải cao hơn em để bù trừ lại cho em rồi. Ốm thì càng tốt, chào như em thì cũng không sao. Gì vậy? Gì mà ốm thôi mà gì mà rần rần. Bên đây là dư xăng đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn thấy ống hút chưa? Rồi vậy yêu cầu của bạn nam bên đó như thế nào nè? Tìm một người bạn đời là một người độc thân vui tính nè.
dễ hòa nhã với một cái cộng đồng để gắn kết mọi người ở gần lại nhau hơn. Trời, bên đây ta sinh hoạt đoàn đội rồi là đương nhiên là người ta sẽ rất là có cái khả năng mà có thể đứng trước đám đông rồi gắn kết mọi người là chuyện đương nhiên. Bạn nha, bạn thích người bạn gái của bạn là cao hay ốm hay lùn hay mập? Cao, tóc dài. Có tóc dài. Tương đối cao. Tương đối không thấp. Rồi còn gì nữa không? Vui. Vui. Quá vui. Bạn không thích người như thế nào? Không thích là những người ta nói năng mà nó khô quá, nó cọc lạch á. Nãy giờ bạn nghe bạn gái bên kia cái giọng có khô không? Hơi khô khô. Hơi khô khô. Em ước chút xíu thôi, em ước lên đi. Dạ, tại bình thường thì em vẫn nói chuyện giao tiếp như vậy với khách hàng trong công ty thôi. Cho nên nếu em ước hơn chắc không được quá. Đúng rồi, người ta làm việc là có chừng mực thôi. Chứ bây giờ ước quá, nhão quá làm sao. Hồi đó giờ, bạn đã trải qua 2-3 mối tình đúng không? Bạn đã hôn chưa? Chưa. Trời, 29 tuổi chưa hôn luôn. 29 tuổi mà chưa hôn. Bạn có trung thực không? Có. Trung thực rồi. Còn bạn nữ? Em. À đó giờ dạ. Em có hôn chưa? Dạ có. Có ha, tao có đàng hoàng. Em nghe một người đàn ông 29 tuổi trải qua mấy mối tình mà không có hôn, em có tin không? Dạ cũng tùy từng trường hợp cũng có thể tin được. Bên đây có niềm tin với bên kia rồi đó nha. Vậy thì em bao lâu rồi em không có bạn trai? Dạ chắc cũng khoảng hơn năm rồi. Hơn năm rồi cũng lâu rồi. Bao nhiêu lâu bạn chưa có bạn gái? Thôi bây giờ mình phải kết nối nhanh nhanh đi anh Linh ơi. Hai năm hả? Hai năm dạ. Chưa có bạn gái luôn. Nếu nay đồng ý hẹn hò, bạn có định là chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân không? Có. Có. Rồi chắc chắn chứ? Dạ. Bạn nữ thế nào? Dạ. Bên đây ngay từ đầu là người ta nói người ta đã muốn tiến tới hôn nhân rồi. À. Nhưng mà chị hỏi em một câu nữa thôi, trước khi chị qua bên kia chị coi mặt bạn trai giùm cho em, là cái điều gì em mong muốn nhất trong cái thời điểm này khi mà em có bạn trai? Thật sự thì nói chung điều mong muốn nhất là mọi chuyện phải diễn ra một cách thật là tự nhiên. Tự nhiên. Tình cảm là xuất phát từ hai bên. Nói chung là phải có những cái quan điểm, những cái tính cách phù hợp với nhau, thì khi đó mình tìm hiểu nó sẽ đỡ bị khô và bị thôi giống như anh đó nói vậy đó. Bây giờ chị sẽ coi mặt anh đó giùm cho em ha. Cái gì mà hồi nãy mà nói cái gì mà ở dưới mà vỗ tay rần. Ốm. Ốm nhom ốm nhách ha. Không ốm mình... vừa 65kg. Chào chị. Chào em. Cái này hút trái dừa phải cần 5 cái ống hút nó mới hết được cái dừa. Hút một ống chừng nào mới hết. Sống mũi cao. À. Giò cò. Được rồi em, chị thấy là bên đó với em là cộng lại là bù trừ ra là vừa. Chị thấy rất là xứng đôi. Chà, câu này nói nghe dễ bí mật nha. Hai bên cộng lại bù trừ, không lẽ bạn này cao bạn kia thấp, không lẽ bạn này ốm bạn kia mập. Không biết phải, giờ em đi coi thử coi sao nha. Muốn biết xem hồi sau sẽ rõ. Sao anh, xứng đôi không anh? Hơi bị xứng nha. Hấp dẫn à. Bây giờ bạn đang tưởng tượng bạn gái bên kia như thế nào? Có thể là gần giống với ý tưởng mình vừa nói rồi. Gần giống à ha. Vậy thì bạn có hồi hộp và chờ đợi cái giờ phút được gặp mặt không? Có chứ. Có. Vậy thì mình đừng làm mất thời gian của hai bạn đó Linh ơi. Rồi chúng ta kéo màn lên nào. Mặt về nhau. Chữa từ từ, đừng có liếc qua liền. Thấy siêu mỏng chưa? Từ phía sau là siêu mỏng rồi đó. Rồi xin mời bạn. Nhìn phía trước là mỏng lét luôn. Rồi, riêng Quyền Linh và Cát Tường thấy hai bạn rất là xứng đôi, nhưng mà quyền quyết định vẫn là hai bạn. Bây giờ hai bạn sẽ có 2 phút để tâm tình với nhau, để tìm hiểu với nhau. 2 phút, bắt đầu. Chào bạn. Dạ em chào anh. Chắc em đi làm nhiều đúng không? Thì em đã nói là trước đây em từng là cán bộ đoàn rồi, tự nhiên cũng có nhiều cái hoạt động, cũng tham gia rất là nhiều. Những cái hoạt động nó rất là vui, rất là bổ ích cho xã hội. Dạ đúng rồi, tham gia ngày hội tình nguyện về cộng đồng thì rất là nhiều. Thế theo bạn thì có những như vậy thì tại sao mà không tìm được mối tình mà phải dùng đến chương trình không? Dạ tại vì em nói anh biết đâu thì trong cuộc đời em gặp rất là nhiều cái duyên kỳ ngộ, biết đâu khi đến chương trình em sẽ gặp được cái duyên của mình thì sao. Vậy là em có kỳ vọng khi mà gặp một người đó mà nói chung là hợp một phần với mình thì mình có muốn tiếp không? Dạ thì nếu không kỳ vọng chắc em không đến đây rồi. Hết giờ. Trời ơi, lần đầu tiên á anh Linh, em nghe hai bạn mà nói chuyện với nhau không cần MC nhắc nhở. Và bây giờ thì cái thời khắc quan trọng nhất đã đến. Anh Quyền Linh sẽ đếm từ 1 đến 3. Các bạn hãy đặt tay của mình ra phía sau ghế. Nếu đồng ý các bạn sẽ nhấn nút. Các bạn đồng ý các bạn nhấn nút. Không đồng ý khỏi nhấn nút. 1 2
3. Mẹ. Chúc mừng hai bạn. Ông trời đã sinh hai bạn ấy ra để bù trừ cho nhau, để hòa hợp với nhau, để tạo ra một cái điều gì đó đẹp nhất. Chúc mừng hai bạn. Lý do tại sao bạn lại hẹn hò với bạn nữ? Rất đơn giản là dễ hòa nhập với một cái cộng đồng cũng giống như em thôi. Còn em, tại sao em lại chọn bạn trai đứng kế bên? Em thấy ảnh cũng là một người chịu khó làm việc. Thứ hai là ảnh cũng thích tham gia những cái hoạt động cộng đồng. Em rất là thích người bạn trai như vậy. Rồi, ý tưởng lớn là gặp nhau. Và mong rằng đây là một cái điểm khởi đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp và bền vững của các bạn. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Xin mời em bước lên phía trên này. Quá là duyên dáng phải không các bạn? Mời em ngồi. Trời ơi, sao em cũng giống màu chị quá vậy? Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Hoàng Kiều Nhi. Hiện nay em là sinh viên mới tốt nghiệp và em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 23 tuổi. 23 tuổi. Rồi, bên đó 23 tuổi đúng không? Để xem bên đây bao nhiêu tuổi. Mời chàng trai của chúng ta xuất hiện. Rồi em. Mời em ngồi. Bạn tên là gì? Em tên là Trần Trung Hiếu ạ. Bao nhiêu tuổi? Em 24 tuổi. 24 tuổi. Bạn quê ở đâu ạ? Em ở Nam Định ạ. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào được khoảng hơn 6 tháng ạ. Ủa, mới vào 6 tháng à? Dạ. Bạn vào đây làm gì? Em làm IT cho khách sạn. Lý do tại sao bạn chuyển vào Nam? Em muốn đi khỏi miền Bắc. Là sao? Thì không muốn khỏi miền Bắc nữa thì đi vào miền Nam. Em muốn đi xem trên trời miền Nam có gì mới. Thế nhưng mà từ hồi em vào thì em lại muốn ở lại. Vậy sao gia đình này bạn sẽ muốn ở lại nữa nếu bạn muốn tìm được một nửa yêu thương của mình? Hiện tại thì bạn mới vừa tốt nghiệp xong thì bạn có dự định gì cho tương lai của mình chưa? Em chưa có dự định gì hết. Em nghĩ là em sẽ định ở nhà chơi nghỉ ngơi một thời gian đã rồi sau đó mới kiếm việc làm. Nghỉ ngơi bao lâu? Em nghĩ là khoảng 3 tháng tới nửa năm. Dạ. Tưởng em nói 5 năm thì chết luôn. Em nè, thời sinh viên em đã từng hẹn hò bao giờ chưa? Nói thiệt với chị là em chưa từng hẹn hò. Một cô bé xinh đẹp duyên dáng như vậy mà chưa từng hẹn hò. Hấp dẫn quá cái Tường ơi. Bạn có hẹn hò lần nào chưa? Dạ em thì hẹn hò 2 lần rồi. Có lần nào thành công chưa? Có thành công ạ. Rồi sao giờ đi tìm nữa? Bởi vì sau khi ra trường thì cô ấy về quê, cô ấy làm, thì em thì ở lại Hà Nội. Thế sau đó tình yêu khoảng cách thì mình không đến được nhau. Và bây giờ bạn muốn tìm người yêu là khoảng cách nó gần hơn đúng không? Dạ đúng ạ. Bạn cảm nhận về bạn như thế nào? Em hiền quá. Hiền quá. Bạn có thấy bạn đẹp trai không? Có anh ạ. Có. Phải không? Đừng có tự tin quá nha. Hiền đẹp trai nha. Chị hỏi em nè, tại sao mà em chưa có bạn trai? Em nghĩ là việc học là việc quan trọng đúng nhất. Đúng rồi. Nên em chưa nghĩ đến việc đó. Còn bây giờ? Sau khi tốt nghiệp rồi thì em đang muốn tìm kiếm một người nào đó hợp với bản thân mình. Có nghĩa là quan điểm của em là trong cả cái thời đi học cho đến sinh viên là vẫn chưa đủ tuổi để mà cặp kè đúng không? Dạ. Chị rất là ngưỡng mộ em. Vậy thì bây giờ em mong muốn một cái người bạn trai của mình sẽ là người như thế nào? Về ngoại hình thì em nghĩ bạn ấy phải cao to. Dạ. Có cao to không? Có. Trời ơi. Rồi gì nữa nè? Tóc ngắn thôi, đừng quá dài. Tóc ngắn. Dạ. Không có tóc luôn được không? Về tính tình thì em muốn bạn trai của mình là một người như thế nào? Phải rộng lượng, biết tha thứ. Có không bạn? Có nghĩa ích kỷ, hẹp hòi, xấu bụng là không được. Bạn trai nó quá đơn giản, cái chuyện dễ tha thứ đúng không? Dạ. Tôi xin hỏi bạn, ngoài cái việc bạn làm IT ra, bạn còn có một cái tài lẻ nào là? Dạ, tài lẻ nấu cơm quét nhà anh ạ. Cái này đâu phải là cái tài đâu, đây là nhiệm vụ của người đàn ông. Không, em thấy nhiều ông người đàn ông mà không biết nấu cơm đâu, nhưng em biết nấu ạ. Tại sao người đàn ông biết cơm? Đó là xưa rồi, đàn ông hiện đại phải biết nấu cơm. Bởi vì vợ cũng đi làm, thằng ta về không có vợ, mình phải tự nấu, có khi phục vụ lại cho vợ nữa. Bạn đồng ý kiến này không? Dạ có, đấy điều này đương nhiên ạ. Em này, thế thì em muốn cái người bạn trai của mình á là lớn hơn mình khoảng bao nhiêu tuổi? Em thích là lớn em khoảng 4-5 tuổi. Tại sao? Dạ thì người lớn thì người ta chín chắn hơn mình, người ta có thể chiều chuộng mình hơn. Và bạn đã nghe bạn gái nói về cái tiêu chuẩn của bạn, bây giờ bạn thích cái tiêu chuẩn gì nhất của ở người phụ nữ? Cô ấy phải có trí thức. Với ngoại hình? Dễ thương một chút thì càng tốt ạ. Dễ thương. Rồi còn gì nữa không? Cô ấy cũng phải cao ạ, trên 1m56. Em ơi, bây giờ mình hỏi những cái điểm thích thì nó bình thường rồi. Bây giờ những cái điểm nào mà em không thích thì người bạn trai của mình? Dạ em không thích bạn trai mình biết hút thuốc.
Có không? Không ạ. Không, 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 không rồi. Không biết nhậu thì càng tốt. Có nghĩa là nhậu chút đỉnh vẫn được. Em một chén là gục luôn. Sở thích của bạn như vậy rồi, nhưng mà mẹ bạn có dặn dò trước khi lấy vợ là bạn cần cái tiêu chuẩn nào theo mẹ của bạn không? À dạ có. Mẹ bạn dặn mẹ em bảo là mẹ em phải tuyển con dâu ở mông to. Gì đó? Mông to ạ. Tuyển con dâu mông to. Chi vậy? Chi vậy? Lạ quá. Cái này chỉ Cát Tường đạt tiêu chuẩn. Dạ. Cái gì rồi đá qua tôi nữa. Lý do tại sao dạ, là như vậy? Dạ mẹ em bảo là con gái mông to hay dễ đẻ. Em không vừa vừa cũng đẻ được. Nếu một người yêu của bạn mà bạn yêu rất yêu, rất là xinh đẹp, nhưng mà mông không to thì sao? Một khi đã yêu rồi em chấp nhận được hết. Thế bây giờ em có cái gì to không mà em đòi không to? Bây giờ chị qua chị xem nhá. Bên đây là không có to gì hết đấy. Có Cát Tường không to thôi. Xinh thế nhỉ? Cười cái coi. Chị không to. Em về em nói với mẹ là nếu mà bây giờ cái cô cái bên không được thì có chị Cát Tường. Được không? Không, em phải không có nhu cầu người hơn tuổi ạ. Trời, sao tôi nhục dữ. Từ chối Cát Tường luôn. Sao tôi quê dữ vậy? Hỏi gì Linh. Măng nhục không? Em thuộc về anh nên người Linh. Em sẽ trở về bên anh nha. Để em làm xong cái vụ mai mối này đã căng thẳng quá. Chị nghĩ em chắc lọt vô top 10 đó. Rồi để anh xem mặt giùm em ha. Thế nào? Sao sao? Giữ chưa, giữ chưa? Bé đi ngụt về. Bé đi ngụt. Nhưng mà hỏi nè, mẹ bạn có dặn là tiêu chuẩn gì không? Dạ, mẹ em không chọn gì hết. Mẹ em không dặn gì hết. Bên kia có dặn, mà em có đáp ứng nhu cầu bên kia không? Em nghĩ là chắc được. Cảm ơn bạn. Nhưng bạn kia nói là chắc chắn là có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. Và bây giờ, thời khắc quan trọng đã đến. Để cho hai bên nhìn nhau xem là có to nhỏ gì đấy vừa ý nhau không. Màn đâu, kéo lên. Mời hai bạn. Chào em. Dạ chào. Và bây giờ các bạn sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. Con trai nói trước đi, đừng có gãi nữa. Sao hôm nay anh thấy em tiêu chuẩn có vẻ hơi lạ lạ trước em nhỉ? Dạ là sao anh? Là chẳng hạn như anh thấy sau mấy năm em học em chưa có một mảnh tình vắt vai. Dạ cái... tại vì em học trường nhân văn nên trường nhân văn là toàn con gái không mà ít con trai lắm. Lại gãi nữa. Anh thì rất sợ một thứ. Dạ. Không biết là mình em có chấp nhận được không? Anh sợ cái gì anh? Anh sợ mất độ cao. Ở đây xuống đây là có cao không em? Ở đây nhảy xuống đây được không? Được, được, chưa đến nổi. Có gì đáp ứng nhu cầu của mẹ bạn không? Bạn có thể đứng lên một giây nào đó. Gì tự sợ? Quá chuẩn anh ơi. Quá chuẩn. Rồi ngồi xuống nói tiếp. Hết hồn. Bạn ấy nói quá chuẩn, tiếp tục đi các bạn. Em quan niệm như nào về tình yêu em nhỉ? Dạ, em nghĩ là tình yêu phải là phải biết tin tưởng nhau. Cái này thì anh sẽ làm được. Dạ. Thôi hết giờ rồi. Và bây giờ thì cái thời khắc quan trọng đã đến. Hai bạn hãy đặt tay phía sau thành ghế của mình. Nếu các bạn nhấn nút có nghĩa là các bạn đồng ý hẹn hò với nhau. Và các bạn không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không hẹn hò. Và bây giờ trời ơi. Từ từ nó nóng quá. Từ từ em. Làm dữ vậy. Rung nào nói chuyện thì không nói mà làm quá. Và bây giờ thời khắc quan trọng bắt đầu. Một hai ba. Tôi nói thật chứ hình như bạn trai á gấp rút quá, hối hả quá. Bạn sợ mất bạn nữ đúng không? Có không? Có anh ạ. Có. Bạn thấy gì ở đôi mắt bạn gái? Khó nói quá anh ạ. Còn em, tại sao em lại quyết định là hẹn hò với bạn trai kế bên? Em nghĩ là anh ấy rất dễ thương. Rất là dễ thương, chị cũng thấy dễ thương mà chị bị từ chối rồi. Chị dừng lại cho em đó. Thôi bây giờ thì hai bạn hãy nắm tay nhau. Cái nắm tay đầu tiên thôi mà. Đó.